Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, rất vui khi cả nhà đã đến với kênh của Tina Người Việt xứ đài của em. Thì cả nhà ơi, hôm nay em sẽ làm một cái món ăn rất là ngon và rất là dễ làm của Việt Nam của mình nha cả nhà. Rất là nhanh luôn. Mà cái món này em bật mí tí xíu nha. Cái món này á, là ở bên Việt Nam á, ngày nào cũng có những cái cô, những cái gì bán á, người ta nấu xong cái bắt đầu người ta gánh á, người ta gánh đi ngang nhà, ai thích ăn thì mua đó. Thì ở bên Việt Nam em rất là thích ăn, mà ở bên đây á, thì không có. Việt Nam của mình nấu rất là ngon cả nhà, nhưng mà bây giờ mình đã qua đây rồi thì mình muốn ăn thì mình tự mình nấu đi cho nó ngon ha. Thì cả nhà cho em nấu một cái tí xíu là lai 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 một tí xíu Việt Nam và lai một cái tí xíu là nước nước ngoài nha cả nhà nha. Thì mình mua được cái vật liệu, cái nguyên liệu gì thì mình nấu như vậy thôi, nhưng mà chắc chắn nó sẽ ngon và rất là nhanh nha cả nhà. Thì em review cái món gì mà em lại nói dữ vậy nha cả nhà nha. Cả nhà hãy theo dõi cùng em. Nè mọi người ơi, đậu nành em mới mua về người ta mới nấu á, nên nó còn nóng hổi nha cả nhà. Nè em nấu về, em mua về em sẽ nấu một cái món nhà tàu hũ nước đường đi. Đó, cả nhà thấy không? Mấy cái món này em rất là dễ làm nha cả nhà nha. Thì em sẽ có những nguyên liệu như sau, là một tầm cái này tầm 2 lít, lít mấy 2 lít sữa đậu nành nha cả nhà. Với lại em có gừng nè. Gừng sắt lát nè. Đường cát nè cả nhà. Nước cốt dừa, sữa ông thọ nha cả nhà. Sữa ông thọ thì em sẽ cho vào sữa đậu nành em nấu nha. Em nấu, và nước cốt dừa thì em sẽ nấu bằng nước cốt. Còn đường với gừng thì em nấu nước nước đường nha cả nhà, và em sẽ cho một cái ống vani vào trong cái nồi sữa đậu nành nha cả nhà nha. Thì em sẽ, vì em làm cấp tốc nên em sẽ làm bằng rau câu nghe cả nhà, bột rau câu nha cả nhà nha. Thì cả nhà hãy theo dõi em làm như thế nào nha cả nhà nhé. Trước tiên á, thì em sẽ bật cái nồi sữa đậu nành của em đun sôi nha cả nhà. Đó, thì bây giờ em sẽ đun sôi cái nồi nồi sữa đậu nành của em. Em sẽ cho nửa hũ sữa ông thọ vào nha cả nhà. À, vì em không có cho nhiều, tại vì cái món tàu hũ nước đường này á, nó sẽ có mùi, sẽ phải có cái mùi đặc trưng của món đậu nành nha cả nhà nha. Mình cho sữa nhiều quá thì nó, sữa đậu nành nó sẽ có cái độ ngọt và nó sẽ còn cái mùi sữa lẫn lộn, chứ nó không còn là cái món sữa đậu nành nữa nha, cái món đậu hũ nữa nha cả nhà. Đó, thì bây giờ em sẽ cho vào nửa hũ sữa để cho nó béo thôi cả nhà, em không có cần ngọt nha. Đó, em sẽ cho nửa hũ vào. Đó. Mình sẽ nấu cho sôi nha cả nhà. Mình sẽ quậy đều lên để cho nó sữa, để cho sữa nó tan đều. Đó, mình nấu sắp sôi rồi nha cả nhà nha. Đó. Vì em nấu chỉ có một nồi này thôi, tại vì thèm nấu thôi á cả nhà, chứ nhà thì không có nhiều người. Tí rồi mình mời hàng xóm láng giềng ăn thôi cả nhà. Em vớt bọt ra nha cả nhà nha. Đó. Em sẽ cho vào nửa gói bột rau câu nha cả nhà nha. Vì mình không có, mình nấu lên nhanh á nên mình không có cần ủ để thành cái đậu hũ. Đó, cả nhà ơi, em nấu sôi lên rồi nha cả nhà, em phải quậy đều rồi nha. Bây giờ nó rất là mịn luôn cả nhà nha. Bây giờ là chỉ có, tại vì mình khuấy khuấy nó có hơi một tí bọt á, mình rớt bọt nó ra là xong á cả nhà. Rất là mịn luôn cả nhà nha. À, cả nhà thấy mịn chưa? Đó, và em sẽ bỏ một cái ống vani này vào nha cả nhà nha. Em sẽ bỏ một cái ống vani này vào. Em sẽ quậy đều lên. Và em sẽ để nguội nha cả nhà. Là em sẽ có một cái nồi đậu hũ rồi nha cả nhà nè. Thì bây giờ em để nó qua bên để cho nó đông lại, thì em sẽ đi nấu nước đường nha cả nhà nha nha. Bây giờ em đang nấu, em sẽ nấu cái nước cốt dừa trước nha cả nhà. Em sẽ làm nước cốt dừa. Trước tiên thì em bật lửa cho cái nồi nha. Và em sẽ bỏ một cái hũ nước cốt dừa vào trong cái nồi nha cả nhà. Đây em sẽ dùng hết một hũ nước cốt dừa này luôn. Bây giờ em quậy cho nó sôi lên nha cả nhà nha.
rồi cho nó sôi vô, sôi lên thì em sẽ quậy thường xuyên nha cả nhà, tại vì mình để không á mình sợ nó sẽ khét cái đít nồi á, thì nó sẽ cái mùi nó không có thơm. Mình sẽ quậy cho nó sôi và em sẽ cho một cái ống vani vào trong cái nồi nước cốt dừa nha. Em cho một ống vani. Đó, hiện giờ là sắp sôi rồi nha cả nhà. Sắp sôi thì em sẽ cho vào là 1/3 lần cái muỗng muối nha cả nhà. Em sẽ cho dầm một tí muối vô. Đó. Sắp sôi rồi thì em cho một miếng bột năng vào. Cho một miếng bột năng vào để cho nó sẽ sệt cái nước cốt dừa nha cả nhà nha. Đó. Em sẽ quậy lên. Thế này là xong rồi nha cả nhà nha. Đó. Đó, cả nhà thấy cái nồi nước cốt dừa ngon không? Rất là sệt nha cả nhà. Em thì em định bỏ một, em có chuẩn bị lá dứa rồi. Em sắc lá dứa em định bỏ vào, nhưng mà em sợ là bỏ lá dứa vô thì cái nước cốt dừa này nó sẽ chuyển sang màu xanh, nó sẽ không đẹp, nên em sẽ không bỏ lá dứa nha cả nhà nha. Đó, cái nồi nước cốt dừa em đã xong rồi nha cả nhà nha. Bây giờ tới em thắng nước đường nha cả nhà. Và sau đó em sẽ dùng một cái nồi nha cả nhà. Em sẽ dùng một cái nồi để em thắng nước đường nha. Em cũng sẽ bật lửa lên. Tất cả các đường vào đây nha. Em sẽ nấu, em sẽ thắm cho nó vàng này. Vì em xài cái đường vàng nên em sẽ thắm cho nó cái màu nó vàng một chút xíu. Chị Ngân cho ngồi bên cái ghế bên này đi. Chị Ngân đừng mở ngồi ngay kia, mở cái cửa cho em thắng được đường lát nó thôi. Mình sẽ thắng cho nó cái đường này nó chảy ra thành nước đường luôn nha cả nhà. Mình sẽ thắng cho cái màu nó đậm một cái xíu. Đó, cả nhà thấy nó chảy ra không? Đó, nó chuyển màu rồi đó nha. Cái tí nữa cái mình cho vào nước. Đó, mình sẽ thắng cái đường cho cái màu nó đậm như vậy, rồi mình sẽ cho vào một tầm một lít nước chưa, ủa một mà một xị. Đó, cái màu nó chuyển như vậy cả nhà, thì em sẽ cho vào một tô nước. Cái đường sôi rồi á, mình cho vô gừng, mình sẽ cho gừng vô nha cả nhà. Đó, mình sẽ cho gừng vào rồi mình sẽ đảo liên tục nha. Mình sẽ nấu lên cho nó sôi nha cả nhà nha.
cho nó ra cái mùi mùi nước gừng nha cả nhà, cho nó sệt lại rồi là xong nha cả nhà nha. Ngon quá cả nhà ơi, hết sảy con bà bảy luôn. Giờ em sẽ còn một mớ lá dứa, em sẽ bỏ lá dứa này. Trong cái nồi nước đường nè, nó có đường nè, gừng nè, cái lá dứa rất là thơm luôn nha cả nhà nha. Đó, em bây giờ em nấu cho nó sôi lên là em tắt lửa là xong rồi đó, là mình có thể dùng đậu hũ rồi nha cả nhà. Đây em sẽ tắt lửa nha cả nhà nha. Cái nồi lá dứa của em mời nước đường xong rồi đó cả nhà. Mọi người thấy hấp dẫn không? Quá đã, quá đã. Rồi bây giờ em sẽ cho tàu hũ lên vào chén để cho mọi người cùng thưởng thức với em nha. Đây nè cả nhà ơi, đây là cái nồi tàu hũ của em làm xong nha cả nhà. Đó, mọi người thấy không, mịn chưa? Tại vì ở bên này trời lạnh đó, nên nó nhìn non cả nhà. Và bây giờ em sẽ cho ra dĩa nha cả nhà nha. Đó, bây giờ em sẽ cho ra chén. Ồ, cả nhà nè. Đó, mình hết như vậy nha cả nhà. Quá đã luôn. Cả nhà biết em lấy cái này đòn cái gì không? Cái chai nước suối, em đổ cái chai nước suối ra cái em cắt cái, để em múc cái đậu hũ này cả nhà. Đó, vậy. Ôi đẹp quá cả nhà. Đó, mình làm thêm một chén nữa. Mình bớt bớt mỏng mỏng thì nó sẽ ngon hơn nha cả nhà. Mỏng mỏng mỏng. Mình cắt cái chai này á, nó dễ múc hơn, tại vì cái chai nó mỏng đó, nên mình sẽ múc cái đậu hũ nó mỏng một tí. Đó, ngon chưa? Đó, ngon tầng. Ngon quá cả nhà ơi. Nhà thấy ngon chưa? Em làm mà em còn khen em luôn mà. Đó, em sẽ để qua một bên nha. Bây giờ em bỏ nước cốt dừa với đường vô nha cả nhà. Đây đây là nền nước cốt dừa với đường của em. Và đây là ba chén đậu hũ. Qua bên này đi. Trước tiên thì em sẽ cho nước đường lên. Ôi trời ơi, ngon quá. Đó, cả nhà thích ăn ngọt thì cả nhà cho nhiều một tí nha. Đó, rồi mình sẽ cho một cái nước cốt dừa lên. Nước cốt dừa lên nha. Ngon cả nhà. Đó, đó. Đây. Cả nhà thấy cái tô đậu hũ của em không? Nè rất là ngon luôn nè cả nhà.
hết miếng đậu hũ nha. Nước cốt dừa nè, quá ngon nha cả nhà nha. À, mời cả nhà dùng đậu hũ nước đường cùng với em nha cả nhà nha. Đây nè cả nhà, thấy chưa? Chén đậu hũ của em và nước đường có lá dứa, có nước cốt dừa rất là thơm luôn á cả nhà.